Cô chào các em. Trước khi học bài học hôm nay, các em suy nghĩ trả lời cho cô một số câu hỏi của bài học trước. Em sử dụng hai lệnh nào dưới đây để sao chép phần văn bản? Cô có 4 đáp án. Các em suy nghĩ và trả lời. Để sao chép phần văn bản thì em hay sử dụng hai lệnh đó là copy và paste. Đáp án là A. Lệnh nào của phần mềm soạn thảo văn bản Word trợ giúp việc tìm kiếm nhanh và chính xác các cụm từ trong văn bản? Cô cũng có 4 đáp án. Các em suy nghĩ và trả lời. Đáp án là A. Các em quan sát tiếp cho cô văn bản 1 và văn bản 2. So sánh cho cô văn bản 1 và văn bản 2 có khác nhau không? Các em thấy có khác nhau. Khác nhau về màu sắc, về cách trình bày. Vậy thì có cách nào để trình bày một văn bản giống như văn bản 2? Cô cùng các em tìm hiểu bài học hôm nay. Chủ đề định dạng văn bản. Nội dung chính của bài học gồm có 2 bài, đó là bài 16 định dạng văn bản, bài 17 định dạng đoạn văn bản. Các em tìm hiểu phần 1 định dạng văn bản. Vậy định dạng văn bản là gì? Cô lấy ví dụ trong văn bản này có các dòng hạt gạo làng ta. Cô đã định dạng. Về màu sắc, về kiểu chữ, về cỡ chữ. Vậy định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, cách bố trí của các thành phần trong văn bản. Vậy thì mục đích của định dạng văn bản là gì? Đây là hai văn bản. Một văn bản cô đã định dạng ở bên tay trái, một văn bản bên tay phải là cô chưa định dạng. Vậy thì mục đích định dạng của văn bản là gì? Các em quan sát. Mục đích của định dạng văn bản là để có trang văn bản đẹp, dễ đọc và dễ ghi nhớ. Các em quan sát, đây là một văn bản gồm có 2 đoạn văn bản. Ký tự B, cô đã định dạng. Khoảng cách giữa các đoạn cô đã định dạng. Vậy thì có mấy dạng định dạng văn bản? Có 2 dạng định dạng phổ biến, đó là định dạng ký tự và định dạng đoạn văn bản. Vậy định dạng ký tự là gì? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, định dạng ký tự. Ví dụ, ký tự A cô đã định dạng. Vậy định dạng ký tự là thay đổi dáng vẻ của các ký tự trong văn bản. Cô nhắc lại ký tự là gì? Ký tự có thể là số, là chữ hay là ký hiệu thì được gọi là ký tự. Cách thực hiện. Trên giải lệnh home trong nhóm lệnh phông. Các em có thể thay đổi được về phông chữ, thay đổi được về cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ. Cách thực hiện như thế nào? Thứ nhất là về phông chữ. Có 2 bước để thay đổi phông chữ. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi phông chữ. Bước 2, nháy nút mũi tên ở bên phải hộp phông. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn thay đổi phông chữ của cả đoạn văn bản này. Bước 1 là cô chọn văn bản muốn thay đổi phông chữ. Bước 2 nháy mũi tên ở hộp phông.
Ví dụ, đang phong Camille, cô muốn thay đổi thành Time New Roman. Cô nháy vào đây. Như vậy là cô đã thay đổi về phong, phong chữ. Tiếp theo, thay đổi về cỡ chữ. Cũng có hai bước để thực hiện. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi cỡ chữ. Bước 2, nháy nút mũi tên ở bên phải hộp phông sai. Các em quan sát cô thực hiện. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi. Bước 2, nháy mũi tên ở ô phông sai. Ví dụ cô muốn cỡ đây là cỡ 18, cô chọn vào 18. Vậy giả sử không có cái cỡ chữ ở trong ô phông sai thì làm thế nào? Thì các em sẽ gõ từ bàn phím, ví dụ cỡ 15, ấn Enter. Ngoài ra thì các em cũng nháy chuột vào chữ A để tăng, A nhỏ để giảm cỡ chữ. Như vậy có nhiều cách để thay đổi về cỡ chữ, em làm cách nào cũng được. Tiếp theo, kiểu chữ. Cũng có hai bước để thực hiện. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi kiểu chữ. Bước 2, nháy các nút bold, italic, underline để thay đổi. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn thay đổi bếp lửa. Cô muốn in đậm. Thì bước 1 cô cũng chọn phần văn bản muốn thay đổi, cô nhấn vào B. Muốn in nghiêng, ấn vào I. Muốn gạch chân, nhấn vào U. Vậy giả sử cô muốn không in đậm nữa thì cô làm thế nào? Cô lại nháy một lần nữa vào B. Một lần nữa vào I. U. Thì đấy là cách thay đổi về kiểu chữ. Thay đổi về màu chữ cũng có hai bước. Bước 1, chọn phần văn bản muốn thay đổi màu chữ. Bước 2, nháy nút mũi tên ở bên phải hộp font color. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn thay đổi màu chữ của từ bếp lửa. Bước 1 cô là cũng chọn phần văn bản muốn thay đổi màu chữ. Bước 2, nháy mũi tên ở phông color. Ví dụ cô muốn màu đỏ thì cô sẽ chọn vào màu đỏ. Và có một phần lưu ý cho cô là chúng ta không nên chọn màu chữ màu trắng. Nếu chọn màu chữ màu trắng thì chúng ta sẽ không nhìn thấy gì hết. Chúng ta nên chọn những cái màu mà chúng ta dễ nhìn nhất. Ngoài ra chúng ta cũng có cách thứ hai để thay đổi về định dạng ký tự. Thì phần này các em có thể tìm hiểu tham khảo thêm cho cô. Trang sách giáo khoa, trang 120, 121, các em có thể tham khảo thêm. Chúng ta tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, định dạng đoạn văn bản. Cô có văn bản gồm có hai đoạn văn bản. Thế làm sao mình biết đây là có hai đoạn văn bản? À, chúng ta căn cứ vào định nghĩa. Đoạn văn bản là bao gồm một số câu và kết thúc bởi dấu xuống dòng. Và hai đoạn văn bản này cô đã thay đổi cách bố trí, cách trình bày. Vậy thì định dạng đoạn văn bản là gì? À, định dạng đoạn văn bản là bố trí đoạn văn bản đó trên một trang in. Mình có thể bố trí theo căn lề hay là bố trí theo khoảng cách vân vân thì được gọi là định dạng đoạn văn bản. Vậy có các lệnh nào để định dạng đoạn văn bản? Đó là căn thẳng lề trái, có nghĩa lề trái được căn thẳng nhau. Căn thẳng hai lề. Căn thẳng lề phải. Căn giữa.
thụt lề dòng đầu tiên, có nghĩa là dòng đầu tiên của cái đoạn đó được thụt vào trong. Thụt lề cả đoạn văn. Khoảng cách đến đoạn trên, khoảng cách đến đoạn dưới, khoảng cách giữa các dòng tăng lên hoặc giảm đi. Vậy thì cách sử dụng như thế nào? Chúng ta trên là giải lệnh home trong nhóm paragraph. Chúng ta chọn căn lề trái, căn giữa, căn thẳng lề phải, căn thẳng hai lề. Tăng giảm khoảng cách thụt lề trái, tăng giảm khoảng cách giữa các dòng trong đoạn. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn đoạn văn bản đầu tiên này, đây đoạn này, cô muốn thay đổi về căn lề. Cô bước 1 là cô cũng chọn phần văn bản muốn thay đổi căn lề. Bước 2 là cô nháy chuột trong cái nhóm lệnh paragraph. Đây là căn thẳng lề trái. Đây là căn giữa, căn thẳng lề phải, căn đều hai bên. Ngoài ra có thể tăng khoảng cách thụt lề trái, giảm khoảng cách thụt lề trái. Tiếp, tăng khoảng cách giữa các dòng trong đoạn. Chúng ta nháy vào mũi tên này. Số càng lớn thì các dòng trong đoạn càng, các dòng, khoảng cách giữa các dòng càng tăng. Ví dụ cô chọn là 2. Thì đó là một số lệnh về định dạng đoạn văn bản. Như vậy là kiến thức cần nhớ định dạng văn bản thì các em nhớ cho cô là có định dạng ký tự và định dạng đoạn văn bản. Định dạng ký tự thì chúng ta có thể định dạng về phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ và mục đích để cho gì? Văn bản, các ký tự đó được đẹp, dễ nhìn, dễ đọc hơn. Tiếp theo là định dạng đoạn văn bản thì gồm có căn lề, thay đổi lề của cả đoạn văn, giãn khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn. Mục đích là chúng ta bố trí cách trình bày của đoạn văn bản sao cho khoa học, dễ đọc, dễ nhìn, được đẹp mắt. Phần hướng dẫn tự học ở nhà thì các em học cho cô phần 1, phần 2 chủ đề định dạng văn bản và ghi nội dung chủ đề định dạng văn bản vào vở cho cô. Và tiếp tục gửi cái bài tập mà các em đã làm ở tuần 5. Và phần này là đối với các bạn mà chưa nộp bài hoặc là chưa xem bài ở tuần 5 thì các em xem, làm bài và nộp bài cho cô. Đấy là đối với những bạn mà chưa nộp bài. Hạn cuối cùng là ngày 27 tháng 2. Đây là nội dung các em ghi trong quyển tập cho cô, chủ đề định dạng văn bản. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô thân mến chào tất cả các em. Chúc các em học tốt.